Chat GPT là mối đe dọa nhiều ngành nghề, nhưng sử dụng thông minh, nó giúp bạn kiếm tiền hiệu quả như thế nào? Chat GPT được dự đoán sẽ sớm trở thành một công cụ kiếm tiền hiệu quả, nhất là với những người làm việc tại nhà. Với cơn sốt mà Chat GPT đang tạo ra, nhiều người bắt đầu tự hỏi liệu có thể thực sự kiếm tiền tại nhà với sự trợ giúp của ai không? Câu trả lời là có. Trong thế giới ngày nay, trí tuệ nhân tạo, ai đang đóng một vai trò ngày càng quan trọng một công cụ ai có tiềm năng cách mạng hóa cách con người làm việc và kiếm tiền chính là chat gpt chat gpt là một công cụ mạnh mẽ có thể được sử dụng để tạo nội dung tương tác với khách hàng với chat gpt các cá nhân hoàn toàn có cơ hội kiếm tiền tại nhà bằng cách tận dụng các kỹ năng và chuyên môn sẵn có bài viết sau đây sẽ khám phá định nghĩa chat gpt cách thức hoạt động lợi ích của việc sử dụng chat gpt để kiếm tiền tại nhà và các ví dụ về cách mọi người đã sử dụng chat gpt để kiếm thu nhập Chat GPT, ai thông minh nhất thế giới? Chat GPT hay Chat trên Ninh Transformer là một công cụ trí tuệ nhân tạo sử dụng máy học để tạo đoạn văn bản giống con người. Đây là một biến thể của mô hình ngôn ngữ GPT, GPT trên Ninh Transformer phổ biến do OpenAI phát triển. Chat GPT được thiết kế đặc biệt để sử dụng trong các ứng dụng chatbot và có thể tạo phản hồi với đầu vào của người dùng theo cách thức đàm thoại một trong những năng lực chính của chat gpt là sáng tạo nội dung nó có thể được sử dụng để viết bài tạo bài đăng trên mạng xã hội và thậm chí tạo cả một bài báo chat gpt cũng có thể tương tác với khách hàng bằng cách tạo câu trả lời được cá nhân hóa cho các câu hỏi của họ và cung cấp dịch vụ khách hàng thông qua chatbot về cách thức hoạt động chat gpt được xây dựng trên một tập dữ liệu văn bản lớn chẳng hạn như bài báo hoặc các cuộc hội thoại và sử dụng dữ liệu đó để tìm hiểu các khuôn mẫu và cấu trúc của ngôn ngữ khi có dữ liệu đầu vào chat gpt sẽ sử dụng kiến thức đó để tạo ra phản hồi tương tự như văn bản do con người tạo ra các phản hồi có thể được tinh chỉnh thông qua việc sử dụng các tham số hay các giảng buộc bổ sung khái quát về cách thức sử dụng chat gpt như sau sau khi đăng nhập người dùng có thể nhập lệnh chẳng hạn như yêu cầu chat gpt cung cấp ý tưởng tiêu đề bài đăng trên blog về các cách kiếm tiền tại nhà cho người hướng nội sau khi nhấn enter chat gpt sẽ bắt đầu đưa ra các ý tưởng tiêu đề thậm chí người dùng có thể yêu cầu chat gpt đưa ra phát thảo cho blog hoặc viết một đoạn văn giới thiệu với từ khóa kiếm tiền từ nhà có thể thấy rằng chỉ với một vài lệnh ta đã có thể có một blog độc đáo mà hoàn toàn không phải bắt óc suy nghĩ dùng chat gpt để kiếm tiền hiệu quả hơn ngày một tăng hiệu quả và năng suất chat gpt có thể tăng đáng kể hiệu quả và năng suất bằng cách tự động hóa các tác vụ vốn thường tốn nhiều thời gian và công sức Ví dụ, nếu bạn là một cây bút tự do, chat GPT có thể giúp bạn nghĩ ý tưởng cho các bài báo và thậm chí viết toàn bộ bài báo, cho phép bạn hoàn thành công việc nhanh hơn và đảm nhận được nhiều hơn. 2. Chat GPT là một trợ lý số. Chat GPT có thể đóng vai trò như một trợ lý số, giúp ta thực hiện các công việc như đưa ra ý tưởng để trả lời các câu hỏi của khách hàng, soạn bản tin email, viết nội dung quảng cáo hấp dẫn trên các mạng xã hội, vi, vi. Điều này có thể giải phóng thời gian, cho phép ta tập trung vào các nhiệm vụ khác và làm việc hiệu quả hơn. Ngày 3, đưa ra ý tưởng về cách kiếm tiền tại nhà. Chat GPT cũng có thể giúp ta nghĩ ý tưởng về cách kiếm tiền tại nhà. Nó có thể đề xuất các dịch vụ hoặc sản phẩm tiềm năng dựa trên thông tin đầu vào và giúp ta xác định khách hàng thường xuyên cũng như khách hàng tiềm năng. Những ngành nghề nào có thể tận dụng chat GPT kiếm tiền tại nhà? Ngày 1, người viết lách like tự do bằng cách sáng tạo ý tưởng cho các bài báo, bài đăng trên blog và các loại nội dung bằng văn bản khác. ChatGPT có thể hữu ích với các cây bút tự do. Ngoài ra, nó có thể hỗ trợ hiệu quả quá trình viết lách, giúp hoàn thành dự án nhanh hơn và đảm nhận nhiều công việc hơn. 2. Nhà tiếp thị số và quản lý phương tiện truyền thông xã hội. Các nhà tiếp thị số và quản lý phương tiện truyền thông xã hội cũng có thể sử dụng ChatGPT để xây dựng ý tưởng cho các chiến dịch tiếp thị và bài đăng trên các kênh truyền thông xã hội, tạo các bản tin email và quảng cáo. Chat GPT cũng có thể giúp họ có các ý tưởng để trả lời câu hỏi của khách hàng trên mạng xã hội. 3. Người viết kịch bản video Chat GPT cũng khả năng viết các kịch bản video chất lượng cao. Nếu muốn trở thành người viết kịch bản video mà không phải làm hết mọi công việc, Chat GPT có thể giúp bạn nghĩ ra những câu chữ tuyệt vời. Ngày 4. Nhà sáng tạo nội dung sách điện tử Chat GPT có thể giúp ta viết tiêu đề sách điện tử, gian ý hoặc thậm chí toàn bộ nội dung. Tuy nhiên, ta vẫn nên sử dụng trí thông minh của con người trong công việc này, đồng thời cần cẩn trọng vì ai không thể tiếp nhận mọi thứ và đôi khi mắc lỗi. 5. Nhạc sĩ Do có khả năng giúp các nhà văn chuẩn bị dàn ý hoặc thậm chí là một bài báo, nên chat GPT cũng có thể viết lời bài hát. Công cụ này mở ra khả năng kiếm tiền cho nhiều người. Đó là một phương tiện tuyệt vời để kiếm thêm tiền tại nhà, ngay cả với những ai chưa từng viết nhạc trước đây. 6. Lập trình viên Chat GPT hoàn toàn có thể viết hoặc sửa lỗi mã lập trình với chat gpt việc tạo mã và sửa lỗi mã chưa bao giờ dễ dàng hơn thế ta có thể trò chuyện với một bot để tìm và sửa bất kỳ lỗi mã nào phát sinh và tất cả chỉ cần đến một vài giây rõ ràng sẽ giúp ta tiết kiệm rất nhiều thời gian và công sức từ đây ta có thể viết nhiều mã hơn và kiếm nhiều tiền hơn tất nhiên vẫn còn những ngành nghề khác có thể tận dụng chat gpt trên đây chỉ là những ngành nghề tiêu biểu ngay lúc này hạn chế của chat gpt là gì bên cạnh những mặt tốt của chat gpt công cụ AI mạnh mẽ nhất tại thời điểm hiện tại, vẫn còn đó những nhược điểm cần phải chú ý. Ngày 1, hiểu biết hạn chế về ngữ cảnh. Chat GPT không thể hiểu đầy đủ ngữ cảnh hoặc theo dõi các cuộc trò chuyện dài hạn. Điều này có thể khiến chat GPT khó đưa ra câu trả lời mạch lạc cho các câu hỏi phức tạp hoặc nhiều khía cạnh. 2. Khó xử lý các câu hỏi mở. Công cụ AI này có thể gặp khó khăn trong việc tạo ra các câu trả lời mạch lạc cho các câu hỏi mở hoặc lời nhắc không có câu trả lời rõ ràng. 3. Khả năng đưa ra giọng điệu và cảm xúc hạn chế. Trong một số trường hợp, chat GPT có thể không hiểu và phản hồi không phù hợp với giọng điệu và cảm xúc trong văn bản. Điều này có thể gây khó khăn cho việc sử dụng chat GPT để xây dựng chatbot hướng tới việc truyền đạt sự đồng cảm hoặc những cảm xúc phức tạp khác. 4. Phụ thuộc vào dữ liệu nền. Các câu trả lời của chat GPT luôn dựa trên đầu vào cơ sở dữ liệu. Nếu cơ sở dữ liệu bị sai lệch hoặc không đầy đủ, phản hồi của chat GPT cũng có thể bị sai lệch hoặc không đầy đủ. Điều này đòi hỏi việc xây dựng cơ sở dữ liệu chi tiết, đa dạng và mang tính tiêu biểu. 5. Thiếu nhận thức về các sự kiện hiện tại Chat GPT sẽ không thể xử lý bất kỳ nội dung nào phát sinh sau năm 2021. Do đó, nếu bạn muốn tạo nội dung nào đó đang thịnh hành ở thời điểm hiện tại, bạn sẽ phải tự tay tham gia. 6. Cần hướng dẫn chi tiết về chat GPT để có được nội dung chất lượng cao hơn, ChatGPT yêu cầu hướng dẫn chi tiết. Về cơ bản, nếu ta cung cấp càng nhiều thông tin bằng cách đánh dấu một số từ hoặc cụm từ nhất định trong hướng dẫn, thì kết quả cuối cùng sẽ càng chi tiết và tốt hơn. Do đó, nếu cung cấp cho chat GPT ít hướng dẫn chi tiết ở đầu vào, thì nội dung được tạo ra cũng kém ấn tượng hơn. Chat GPT có tiềm năng thay đổi cách chúng ta làm việc và kiếm tiền chat gpt mang đến cơ hội độc đáo và thú vị cho các cá nhân muốn tận dụng các kỹ năng và kiến thức chuyên môn để kiếm thu nhập các khả năng của chat gpt bao gồm sáng tạo nội dung tương tác với khách hàng và hoạt động như một trợ lý ảo biến nó trở thành một công cụ có giá trị cho nhiều ngành nghề khác nhau bằng cách sử dụng chat gpt các cá nhân có thể tăng hiệu quả và năng suất tăng sự linh hoạt và tự do làm việc đồng thời có khả năng tương tác với khách hàng trên khắp thế giới điều quan trọng là luôn cập nhật những bước tiến mới về ai và chat gpt để tận dụng tối đa các khả năng và duy trì tính cạnh tranh trong thị trường việc làm ngày nay bằng cách đó ta hoàn toàn có thể làm chủ sự nghiệp và tương lai tài chính của mình và đạt được mục tiêu đã đặt ra